Thưa quý vị và các bạn, khán giả thông tin đến đường dây nóng thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc cho biết, sau khi chương trình thời sự của đài phản ánh về tình trạng xe tự chế bất chấp các quy định pháp luật để vận chuyển hành khách tại khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, hoạt động trên đã tạm dừng một thời gian ngắn. Những ngày qua, lượng khách hành hương đến Tây Thiên tăng lên cùng với sự lơi lỏng của chính quyền và các cơ quan chức năng. Xe tự chế lại ngang nhiên tung hoành đón trả khách tại khu danh thắng Tây Thiên. Phóng viên thời sự đã trở lại khu danh thắng Tây Thiên để tìm hiểu thực tế theo phản ánh của khán giả. Đây là những hình ảnh được phóng viên thời sự ghi lại tại khu danh thắng Tây Thiên vào sáng ngày 18 tháng 3. Ngay trước cổng tam quan, cổng chính vào khu danh thắng Tây Thiên, đã xuất hiện xe ba bánh tự chế không biển kiểm soát với dòng chữ "Thương binh vượt khó" do người đàn ông mặc quần áo bộ đội điều khiển đứng chèo kéo khách du lịch. Chỉ trong khoảng thời gian 30 phút, xe tự chế trên đã vận chuyển hàng chục khách từ cổng tam quan vào khu vực đền thỏng mà không hề bị lực lượng chức năng xử lý. Lúc xuống đi, xe của ông cô chở 10.000 một người đấy nhá, lúc xuống. Chở hơi rảnh cho em về thôi. Còn tại bãi đỗ xe ngay sát đền thỏng, nhiều xe tự chế vẫn ngang nhiên hoạt động đón chở khách với lịch trình từ đền thỏng lên Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên hoặc ra cổng tam quan. Dưới những gốc cây này, một số người phụ nữ bán hàng rong kiêm luôn nhiệm vụ chèo kéo du khách đi xe tự chế. Các chị còn chở hàng trăm chứ đấy. Xe chị là xe gì? Xe điện này. Xe điện hay là xe ô tô nhưng mà chế thành xe điện. Chị chở lâu chưa? Chị chở 2-3 năm nay. Xe ôm thì không đi mất đi, bây giờ xe ôm hai người một vẫn ngần lấy tiền, em cứ cho mọi người lên xe điện có một chuyến là xong, cứ trở lên trở về bắt ở đây trở đây giả đây em trả tiền cho mọi người có thế. Theo quan sát của phóng viên, những xe tự chế chở khách trong khu danh thắng Tây Thiên đều là xe du lịch có thương hiệu Toyota, có tuổi thọ đã rất lâu, không có đăng kiểm, được chủ xe cắt bỏ thành thùng gắn ghế để chở khách. Những chuyến xe bao táp chở đầy khách du lịch, trong đó có cả trẻ nhỏ, ngang nhiên tung hoành trên cung đường đèo dốc đầy nguy hiểm và cũng không có bất cứ phương tiện bảo hộ an toàn cho du khách. Hôm nay có chở khách bằng? Có. Xe mình là xe gì mà chở được bao nhiêu người bằng? Xe chở được 16, 18 người, xe 16 cho cắt 5 xe điện. Giá như nào bác nhỉ? Giá thì bây giờ đang chở là chở 100 một người, cả đi tất, đi nó tùy theo là người ta đi hết mấy điểm hay người ta đi một điểm. Đi thế an toàn không bằng? Sao không an toàn, xe đi suốt ngày. Đại diện chính quyền địa phương cho biết đã cử lực lượng chức năng nhắc nhở và cho các chủ xe ký cam kết. Tuy nhiên, các chủ xe vẫn cố tình không chấp hành. Địa phương cũng phối hợp với công an cụm cũng đã nhắc nhở và cho ký cam kết rồi. Tuy nhiên thì có tình trạng này xảy ra thì quan điểm của lãnh đạo địa phương chúng tôi cũng đã chỉ đạo từ công an địa phương và phối hợp với công an cụm nếu như có hành vi thì chúng tôi cũng sẽ tịch thu xe trong cái thời gian tới. Những loại xe tự chế trên do người dân tự cải tạo không theo một quy chuẩn nào, nhếch nhác và cũ nát, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm đến tính mạng hành khách. Những chuyến xe bao táp vẫn ngang nhiên hoạt động, cũng làm xấu đi hình ảnh của khu danh thắng đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hàng ngày, những chiếc xe này vẫn ngang nhiên lộng hành chở khách ở khu danh thắng Tây Thiên. Mọi người đều biết, phải chăng chính quyền và các lực lượng chức năng huyện Tam Đảo không biết.